Từ sông Bến Hải đến Dinh Độc Lập. Hồi ký, tác giả Hoàng Đan, giọng đọc Hải Yến, số 15. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Kết thúc khóa 1 ở Học viện Quân sự cao cấp, đồng chí Lê Trọng Tấn trở về với cương vị Phó Tổng Tham mưu trưởng và sau một thời gian được bổ nhiệm làm Tổng Tham mưu trưởng. Năm 1978, xảy ra chiến tranh ở biên giới Tây Nam. Đồng chí Lê Trọng Tấn được Quân ủy Trung ương cử vào chỉ huy trực tiếp cuộc chiến đấu ở đây. Đồng chí đã cộng tác chặt chẽ với đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang nước bạn, phát huy khả năng chiến đấu của hai quân khu 7 và 9, cùng hai quân đoàn 3 và 4. Lúc đầu là đánh bại các hoạt động của địch, đánh phá vùng biên giới của ta. Về sau, đánh bại hoàn toàn chính quyền và lực lượng vũ trang của Khmer Đỏ, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Trong thời gian đầu của chiến tranh ở biên giới Tây Nam, được sự đồng ý của đồng chí Hoàng Minh Thảo, lúc này là giám đốc học viện, đồng chí Lê Trọng Tấn gọi tôi vào chiến trường Tây Nam để giúp đồng chí nghiên cứu cách đánh. Cách đánh thời gian này mới là ngăn chặn địch dùng hỏa lực hoặc cho quân đánh phá vùng biên giới của ta. Sau khi nghiên cứu một thời gian ngắn, tôi đề xuất ý kiến và được đồng chí đồng ý cho triển khai. Cụ thể là, để ngăn chặn pháo binh địch bắn qua biên giới, ta kết hợp trinh sát mặt đất và trinh sát đường không, kịp thời phát hiện địch, triển khai pháo binh ra gần biên giới. Trên từng hướng ra biển, triển khai một tiểu đoàn pháo binh và một phi đội máy bay lên thẳng vũ trang, sẵn sàng đánh pháo binh địch ngay lúc chúng vừa triển khai hoặc vừa bắt đầu bắn. Đối với địch tiến công theo đường bộ, dọc theo chiều dài biên giới, ta triển khai một số tiểu đoàn hoặc trung đoàn ở các hướng trọng điểm, những vùng dân cư, cùng với việc tăng cường lực lượng trực chiến đấu được trang bị mạnh của dân quân các xã biên giới. Phía sau trận địa của các tiểu đoàn, của dân quân tự vệ, ta chuẩn bị một số đơn vị có khả năng cơ động nhanh để chi viện cho các đơn vị phía trước khi có địch thâm nhập vào nội địa ta. Cách làm như trên hạn chế được một phần nhưng không ngăn chặn được hoàn toàn địch đánh phá vùng biên giới. Có lần chúng đã dùng pháo binh bắn vào thị xã Tây Ninh, gây cho ta một số thiệt hại đáng kể. Trước tình hình trên, đồng chí Lê Trọng Tấn đã đề nghị với Bộ Chính trị, với Quân ủy Trung ương phải đưa quân triển khai sâu vào đất Campuchia khoảng 5 đến 10 km mới ngăn chặn được địch đánh vào vùng biên giới của ta. Sau khi trao đổi với bạn, Bộ Chính trị đồng ý với đề nghị của đồng chí Lê Trọng Tấn. Từ đấy, nhân dân vùng biên giới của ta mới được yên ổn để sinh sống làm ăn. Cuối năm 1978, những ngày đầu năm 1979, khi tôi đã trở về học viện, tôi được biết đồng chí đã cùng lực lượng vũ trang bạn trong một thời gian ngắn đánh tan lực lượng của bọn diệt chủng Khmer Đỏ, làm chủ hầu hết các thị xã, thị trấn của đất nước Campuchia. Chính quyền cách mạng của nước Campuchia trở về để lo xây dựng đất nước và từng bước đánh tan hoàn toàn quân Khmer Đỏ. Thành công của việc đánh bại địch trong một thời gian ngắn nói lên tài năng của người chỉ huy của đồng chí Lê Trọng Tấn. Tôi không nhớ đồng chí Lê Trọng Tấn rời chiến trường Campuchia lúc nào, nhưng ngày 21 tháng 2 năm 1979, sau chiến tranh biên giới ở phía Bắc xảy ra 4 ngày, tôi đang ở Học viện Quân sự cao cấp thì được gọi lên bộ để nhận nhiệm vụ mới. Đúng 2 giờ chiều 21 tháng 2, tôi có mặt ở phòng làm việc của bộ, gặp đồng chí Văn Tiến Dũng, lúc này đã là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và đồng chí Lê Trọng Tấn, lúc này là Tổng Tham mưu trưởng. Hai đồng chí giao nhiệm vụ cho tôi ngày 22 tháng 2 có mặt ở Lạng Sơn
với cương vị Tư lệnh Quân đoàn 5 kiêm Tư lệnh Mặt trận Lạng Sơn. Bộ Tư lệnh Mặt trận Lạng Sơn gồm tôi làm tư lệnh, đồng chí Hoàng Trường Minh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn làm chính ủy. Phó Tư lệnh về quân sự có đồng chí Bế Chu Lang, Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự địa phương. Phó chính ủy có đồng chí Phí Triệu Hàm, Chính ủy Quân đoàn 5. Một lần nữa, tôi lại làm việc trực tiếp dưới sự chỉ huy của đồng chí Lê Trọng Tấn. Cuộc chiến tranh ở biên giới phía Bắc chấm dứt. Đầu năm 1984, tôi về cơ quan bộ để làm công tác khoa học, rồi lại lên biên giới. Gặp tôi, đồng chí Lê Trọng Tấn bắt tay và nói: năm 1975, đồng chí hứa với tôi sẽ chiếm Dinh Độc Lập trong thời gian sớm nhất. Đồng chí đã làm được. Nay tại mặt trận này, tôi tin đồng chí sẽ cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 2 hoàn thành nhiệm vụ do Bộ giao. Trong quá trình chiến đấu ở biên giới phía Bắc, anh em thấy tôi xông xáo khắp nơi, đi đến những nơi cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt nhất, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, trước hết là vì Tổ quốc, vì quân đội. Nhưng một phần cũng quan trọng là vì lòng tin của người chỉ huy, người thương yêu mình, tin tưởng mình, giao nhiệm vụ trực tiếp cho mình. Tôi có ý nghĩ, nếu đồng chí Lê Trọng Tấn giao cho tôi nhảy vào lửa, tôi cũng nhảy. Cục Khoa học Quân sự. Từ năm 1983, tôi là cục phó, rồi cục trưởng Cục Khoa học Quân sự, trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu. Đồng chí Lê Trọng Tấn là Tổng Tham mưu trưởng. Một lần nữa, tôi được làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Lê Trọng Tấn. Từ năm 1983 đến 1991, lúc đồng chí qua đời, đồng chí đã làm được rất nhiều việc để xây dựng nền khoa học quân sự Việt Nam trong thời kỳ mới. Là Tổng Tham mưu trưởng, nhưng đồng chí đã dành nhiều thời gian để chỉ đạo công tác khoa học quân sự. Những nội dung mà các cơ quan khoa học đã làm được dưới sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng. Nổi lên các nội dung chính sau đây. Dự thảo để Trung ương ra nghị quyết, Nghị quyết 24 Trung ương về đường lối quân sự trong thời gian mới. Hệ thống điều lệnh của quân đội. Hệ thống giáo trình về chiến thuật, chiến dịch, chiến lược của lực lượng vũ trang. Hệ thống điều lệ công tác tham mưu, chính trị, hậu cần kỹ thuật. Hệ thống quân sự địa phương. Thực ra, bản thân đồng chí Tổng Tham mưu trưởng tuy nắm vững nhiều nội dung về khoa học quân sự, nhưng không ai có thể nắm hết được. Sự chỉ đạo có hiệu quả của đồng chí Tổng Tham mưu ở tất cả các nội dung là do tác phong làm việc của đồng chí. Tác phong có thể hiện ở việc đồng chí biết sử dụng nhân tài, tôn trọng ý kiến của các chuyên gia trên từng lĩnh vực, dành nhiều thời gian để nghe rồi mới kết luận. Trong những năm hoạt động khoa học, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Lê Trọng Tấn, tôi thấy đồng chí vẫn giữ nếp, nghe hết ý kiến của chuyên gia. Hội nghị thông qua các đề tài khoa học thường được dành thời gian hàng tuần lễ. Để tập trung vào việc thông qua đề tài khoa học, đồng chí thường rời nhiệm sở ở Bộ Tổng Tham mưu, đi đến một địa điểm ở xa thành phố Hà Nội, thường là ra Đồ Sơn. Trong các cuộc hội thảo do đồng chí chủ trì, không như một số cuộc hội thảo sau này tôi thấy, hội mà không thảo. Đồng chí thường để những đồng chí có ý kiến khác nhau tranh luận, phát biểu hết ý kiến của mình. Cụ thể, bất kỳ đề tài nào sau lúc dự thảo xong, những người sẽ dự hội thảo được dành thời gian đọc kỹ không dưới một tháng. Đến hội nghị, mỗi người đều được phát biểu ý kiến của mình. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng chủ trì hội nghị, nêu ra những vấn đề cần thảo luận để tìm ra chân lý. Khi thảo luận, từng người không phải chỉ phát biểu một lần, mà nói lại cho hết ý kiến của mình. Vì vậy, các cuộc hội thảo thường kéo dài 5 đến 7 ngày. Trong quá trình đó, đồng chí nghe nhiều hơn nói. Cuối cùng đồng chí kết luận. Kết luận xong,
Ai có ý kiến gì không đồng ý với kết luận, đồng chí cho bảo lưu và được tranh luận vào một dịp khác. Cách làm việc như trên đảm bảo cho các đề tài có chất lượng cao. Rất tiếc, đồng chí qua đời lúc tài năng đang dồi dào. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn cho quân đội. Không biết duyên nợ thế nào, nhưng từ năm 1971, từ chiến dịch đường 9 Nam Lào, cho đến năm 1991, lúc đồng chí từ trần, tôi được làm việc với đồng chí, khi thì trong một bộ tư lệnh, một ban giám đốc, khi thì ở đơn vị, dưới sự lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp của đồng chí. Lúc nào tôi cũng cảm phục đồng chí về cả tài năng và đức độ, lấy hạnh phúc cho đời mình khi được làm việc dưới quyền đồng chí Lê Trọng Tấn. Tôi bao giờ cũng cảm nhận đồng chí là người thầy, người anh đặc biệt thân thiết. Nay đồng chí không còn nữa, tôi viết những dòng trên thay cho một nén hương để nói lên lòng kính mến, nỗi nhớ thương của một cán bộ đã được đồng chí dìu dắt tận tình. Đồng chí, đồng đội, viết về Thiếu tướng Hoàng Đan. Thương tiếc anh Hoàng Đan, một tướng tài, một nhà lý luận xuất sắc. Tác giả: Thượng tướng, giáo sư, nhà giáo nhân dân Hoàng Minh Thảo. Tướng Hoàng Đan là một tướng chiến trận. Nơi nào có cuộc chiến ác liệt nhất là có mặt tướng Hoàng Đan. Ông chiến đấu dũng cảm và chỉ huy có mưu trí. Ông đã tham gia chỉ huy các trận đánh nổi tiếng. Trong kháng chiến chống Pháp năm 1951, ở trận Bến Xanh bên bờ sông Đáy thuộc địa phận Ninh Bình, ông đã chỉ huy một tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 57 đánh một trận công kiên vào một đơn vị Âu Phi chiếm giữ. Cách đánh lúc đó còn rất mới đối với quân đội ta. Trận đánh đã giành được thắng lợi, mở ra một trình độ tác chiến của quân đội ta. Năm 1952, trong chiến dịch Trung Lào, ông đã cùng trung đoàn chỉ huy giải phóng thị xã Cánh Đồng Chum. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ông đã chỉ huy trung đoàn 57 bao vây cụm phía nam của chiến dịch là Hồng Cúm, chia cắt Hồng Cúm với trung tâm Mường Thanh, chia cắt hai khu vực, hạn chế lực lượng phản kích của địch đối với các trận đánh của Đại đoàn 312, 308, 316 và cuối cùng tiêu diệt trận địa Hồng Cúm cùng các đơn vị khác giải phóng Điện Biên. Đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, ông là người chỉ huy các đơn vị của Sư đoàn 304 tác chiến Hiệp đồng Binh chủng giải phóng Làng Vây. Đây là một cuộc tiến công đầu tiên tác chiến Hiệp đồng Binh chủng đánh vào một vị trí công sự vững chắc dưới sự chỉ huy của quân đội Mỹ. Chiến thắng này đã mở ra một triển vọng mới tác chiến Hiệp đồng Binh chủng trong chiến đấu với quân đội Mỹ và quân đội Sài Gòn. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, ông đã cùng các chỉ huy của quân đoàn 2 phối hợp với ba thứ quân của quân khu Trị Thiên giải phóng thành phố Huế và hiệp đồng với sư đoàn 2 quân khu 5 cùng bộ đội biệt động thành và đặc công thành với ba thứ quân của quân khu 5 giải phóng thị xã Đà Nẵng. Sau đó, tận dụng thời cơ quân ta thắng lớn cùng các quân đoàn bạn, cùng bộ đội ba thứ quân, bộ đội biệt động, đặc công quân khu 7 và Sài Gòn, quân đoàn 2 đã tổ chức một lực lượng cơ động thọc sâu binh chủng hợp thành do ông trực tiếp chỉ huy, nhanh chóng đánh chiếm Dinh Độc Lập, giải phóng Sài Gòn. Không những là một tướng chiến trận, chỉ huy những trận đánh lớn nổi tiếng, ông còn là người chỉ huy, biết nắm chắc tình hình địch ta, rất mưu trí, dũng cảm, rất nhạy cảm, biết xử trí các tình huống chiến đấu, biết nắm chắc thời cơ để đánh những đòn then chốt quyết định trong các trận đánh lớn có nhiều khó khăn và giành thắng lợi lớn. Về tính cách, ông là một người giản dị, có tác phong quần chúng, cởi mở, ai cũng quý mến gần gũi. Ông có tinh thần đấu tranh bảo vệ chân lý. Ông không chỉ
là một nhà chỉ huy tài giỏi, mà còn là một nhà lý luận quân sự xuất sắc. Ông kết hợp thực tiễn với lý luận, do đó mà có tính học thuật cao. Các cuộc tổng kết về nghệ thuật chiến dịch và chiến lược quân sự, ông thường phụ trách các phần chủ chốt của công trình. Ông mất đi là một tổn thất cho nền quân sự Việt Nam, còn để giang dở các phần về lý luận quân sự và học thuật quân sự Việt Nam. Những gì ông để lại cho đời sau là rất quý báu, rất có giá trị. Thương tiếc ông, một tướng tài, một nhà lý luận xuất sắc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng noi gương ông, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng hùng mạnh để bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng được nguyện vọng của ông, để ông được yên tâm an nghỉ nơi suối vàng. Hà Nội, ngày 23 tháng 5, 2005. Người bạn thân thiết của ông. Người chỉ huy chí dũng, Trung tướng Nguyễn Ân. Anh Hoàng Đan và tôi cùng ở trường trung cao cấp, bây giờ là Học viện Lục quân, năm 1964. Năm 1966 là năm chiến tranh chống Mỹ đến thời kỳ cao điểm. Tôi và anh được điều ra sư đoàn 304. Anh là sư đoàn phó sư đoàn 304. Tôi là trung đoàn trưởng trung đoàn 66 sư đoàn 304. Khi anh làm sư đoàn trưởng thì tôi là sư đoàn phó kiêm tham mưu trưởng sư đoàn. Khi anh làm phó tư lệnh quân đoàn 2 thì tôi làm quyền sư đoàn trưởng sư đoàn 304. Chúng tôi kề vai sát cánh bên nhau từ chiến dịch Khe Xanh Tết Mậu Thân 1968. Tiếp sau đó là các chiến dịch Đường Chín Nam Lào, chiến dịch Quảng Trị, chiến dịch Thượng Đức, chiến dịch Trị Thiên Huế, chiến dịch Đà Nẵng, cho đến tiến quân vào Phan Rang, Phan Thiết, Hàm Tân. Cuối cùng là chiến dịch Hồ Chí Minh Đại Thắng Mùa Xuân 1975, tiến thẳng vào hang ổ cuối cùng và bắt toàn bộ chính quyền Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Như vậy, tôi và anh Hoàng Đan từ năm 1964 đến 1975 đã trải qua hơn 10 năm cùng công tác bên nhau. Anh và tôi rất hiểu nhau và đoàn kết thân thiết với nhau trong tình đồng chí đồng đội. Trong hơn 10 năm ấy, tôi thấy anh Hoàng Đan có mấy nét nổi bật. Anh là một người chỉ huy có trình độ lý luận và thực tiễn, con người mưu trí và năng động, không chịu bó tay trước khó khăn, dám nghĩ, dám nói, dám đề đạt hẳn ý kiến của mình với cấp trên và có trách nhiệm với việc mình làm. Anh là người luôn coi trọng kết hợp giữa huấn luyện và chiến đấu, giữa xây dựng chính trị tư tưởng và tác chiến. Cứ sau mỗi chiến dịch kết thúc là anh đặt vấn đề với đảng ủy sư đoàn, làm tổng kết rút kinh nghiệm về cách đánh, về kỹ thuật chiến đấu, về công tác chính trị, về những vấn đề làm được, vấn đề gì chưa làm được, khó khăn vướng mắc chỗ nào, và khâu quan trọng cán bộ để nhằm mục đích đưa ra được kết luận đúng, bổ sung trong huấn luyện và xây dựng đơn vị cho những trận chiến sau, chiến dịch sau thắng lợi mà thương vong ít nhất. Lấy một vài thí dụ, sau chiến dịch Khe Xanh Tết Mậu Thân 1968, anh đề xuất ra vấn đề chiến thuật vận động tiến công kết hợp với chốt, vấn đề bao vây Tà Cơn, hay cách đánh trong phòng ngự ở Thượng Đức, rồi đến chiến dịch Hồ Chí Minh, vấn đề đột phá mở cửa, kết hợp với đưa binh đoàn thọc sâu nhanh chóng. Trong chiến đấu, anh luôn tìm tòi những điều xuất hiện mới và luôn sâu sát cấp dưới. Chỗ nào có khó khăn, anh xuống giải quyết tại chỗ. Cho nên, mỗi khi xuất quân ra trận, bộ đội và cấp dưới tin tưởng và mến phục. Một người chỉ huy mà được cấp dưới tin tưởng và mến phục là thắng lợi. Anh là người chỉ huy rất chăm lo đến đời sống bộ đội. Thời gian anh còn là sư trưởng sư đoàn 304, anh rất quan tâm đến công tác hậu cần. Ở chiến trường, anh và bộ tư lệnh sư đoàn
tích cực chỉ đạo công tác tăng gia sản xuất. Anh luôn luôn đề ra yêu cầu chỉ tiêu cho mọi đại đội đến sư đoàn bộ. Đơn vị nào cũng phải có lợn, gà và phải có vườn rau, vì rau ở chiến trường rất quý hiếm. Riêng trên sư đoàn nuôi hàng trăm con trâu bò. Năm 1973, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một số tỉnh miền Bắc và khách quốc tế vào thăm chiến trường miền Nam. Về Đảng và Nhà nước, có đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp. Khách quốc tế, có đồng chí Fidel Castro. Đến thăm sư đoàn, các đồng chí đều khen sư đoàn đánh giặc giỏi và tăng gia sản xuất cũng giỏi. Đến khi đã nghỉ hưu, anh là người vận động chúng tôi cùng tham gia với Viện Lịch sử Quân đội Việt Nam của Bộ Quốc phòng tổng kết chiến thuật và chiến dịch trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Anh cùng anh Hoàng Minh Thảo là những nòng cốt tạo nên sự thành công của công trình tổng kết đó. Anh nói với chúng tôi, bọn mình bây giờ tuổi đã cao, cũng phải để lại cái gì cho lớp người kế tục bọn mình. Rất mong họ là những người trưởng thành hơn mình. Đó là nguyện vọng của những người như chúng ta. Anh Hoàng Đan là người chỉ huy được cả trí và dũng. Một tướng tài, một người bạn chí cốt. Thiếu tướng Nguyễn Dũng Chi. Hồi anh Đan còn sống, anh nói, ta có nhiều tướng, tướng tài, ông Giáp, ông Dũng, ông Thái, ông Tấn, ông An. Nay anh mất rồi, tôi nói, anh cũng là một tướng tài. Anh mất hơi sớm, bỏ lại ngổn ngang công việc các tướng trước giao cho, tổng kết chiến dịch, tổng kết chiến lược, giúp anh Quang, anh Thảo. Tôi nói tướng tài có cái lý của nó, cỡ anh không mấy người bì kịp. Sư đoàn 304 mở toang cửa phía Tây để vào Đông Hà, Quảng Trị. Quân đoàn 2 chọc xuống Đà Nẵng. Anh là người chỉ huy đầu tiên vào thành phố quân cảng Liên Hiệp. Quân đoàn 2 với bộ binh xe tăng thọc thẳng vào Dinh Độc Lập năm 1975. Anh cũng là người chỉ huy quân đoàn đầu tiên vào Sài Gòn. Rồi anh nắm quân đoàn 5 trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở phía Bắc. Cũng đã có thời anh cho thực hiện đào hào qua thung lũng Vị Xuyên như hồi Điện Biên Phủ để giữ vững biên giới Hà Giang. Thì sao không gọi tướng tài? Anh từng bảo, họ nhà tớ sống thọ lắm. Thế đột ngột anh ra đi. Tôi chảy nước mắt vì anh Đan và tôi duyên nợ nhiều trong đời lính. Hồi chống Pháp, anh làm tiểu đoàn trưởng ở trung đoàn 57. Tôi làm tiểu đoàn phó trung đoàn 9 cùng đại đoàn 304. Tôi cứ chê trung đoàn 57 không có trận nào nổi đình nổi đám vì trung đoàn 9 có dịp đánh nhiều hơn. Nhưng thời đánh Mỹ thì tôi thua anh. Gặp nhau ở sư đoàn 304B mới thành lập, tôi và anh mới sát cánh nhau thực thụ ở cấp sư đoàn. Đúng là một con người xông xáo, lắm sáng kiến. Từ những tân binh tứ xứ của đồng bằng Bắc Bộ, cán bộ phân đội đa số là tái ngũ, anh buộc họ phải rèn, phải diễn tập nhiều đến mệt, để rồi khi gặp thời đổi hướng chiến dịch từ đông sang tây đường 9, gặp phải hướng hóc khó nhằn, khe xanh, sư đoàn 304B đã chịu trận giỏi. Tôi nói chịu trận vì sau khi thắng khe xanh, diệt vòng vây, sư đoàn đã lì hơn 70 ngày đêm chịu các loại hỏa lực ghê gớm nhất của Mỹ, của sư đoàn kỵ binh bay và lữ đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ số 3, gánh bớt cho Huế, Mậu Thân. Anh Đan và tôi đã từng nằm hào với những tiểu đội đầu tiên của chốt vây Tả Cơn của trung đoàn 9 tận hàng rào cuối cùng, cách Mỹ chỉ còn 80 đến 100 mét. Anh nói, tớ với cậu nằm đây cho anh em họ thấy sư sãi cùng ở với họ. Một điều tôi không ngờ và cũng không tán thành ở anh Đan, hóa ra
con người khá lì lợm đó lại quá dễ tính. Năm 1969, lại cùng nhau ở Nam Khe Xanh, Đắk Nông, sau mộ thân. Sư đoàn cố giữ hoạt động phía Tây Chỉ Thiên, giữ mãi, Mỹ vẫn không chịu đến, đành đi sâu tìm mà đánh. Đành đánh vào đá bàn một bộ phận lữ đoàn 5 cơ giới Mỹ. Tiểu đoàn trưởng của trung đoàn 24 hy sinh, cần gấp người thay. Tôi bàn với anh Đan, cho cậu Tê xuống đi. Anh bảo, ông ác quá, Tê nó đã kiêng bom đạn, thì thôi, tội nó. Dập dình mãi không được trận nào. May thay, lữ đoàn 5 cơ giới Mỹ thọc ra đường 9, tràn xuống phía Nam, và xảy ra trận đồi 340. Trung đoàn trưởng báo cáo diệt một tiểu đoàn Mỹ, trong khi chủ nhiệm trinh sát sư đoàn theo dõi địch cho hay, vẫn đủ 4 đại đội. Tôi bảo, lôi hai cậu T và X về trần cho một trận về tội báo cáo láo. Anh Đan xí xóa, bí quá nó mới báo cáo thế. Hôm nào về sẽ bảo cứ tập hợp đủ 800 tên Mỹ lại cho các cậu chém. Liệu trong nửa giờ các cậu có chém hết không? Hóa ra con người lắm mưu mẹo, lì lợm mà quá dễ với người. Giữa tôi và anh Đan chỉ khác nhau chỗ đó. Anh dễ với người quá, và có lẽ cũng dễ, cũng giản đơn với mình. Nói về anh Đan mà chỉ gọn vài trang giấy quả không đủ. Thành tích chiến đấu chỉ huy của anh nhiều vô cùng. Anh mất rồi, nhưng kể những trận chiến đấu lớn trong các chiến dịch lớn hồi chống Mỹ, không thể không nhắc đến tên anh. Anh về hưu cùng tôi một ngày với quân hàm thiếu tướng, được phong từ năm 1977. Tôi chuyển sang nghề dịch thuật tiếng nước ngoài nhờ vốn văn hóa cũ. Anh thì tiếp tục cộng tác với Viện Lịch sử Quân sự, lo giúp tổng kết cho các tướng lĩnh cũ, mong để lại cho các tướng sau này điều gì đó. Và đột ngột anh ra đi, không kịp viết cho hết kinh nghiệm đời binh nghiệp của mình. Tiếc thay. Quý vị và các bạn thân mến, hồi ký của danh tướng Hoàng Đan đã kết thúc bằng những dòng viết của ông về người đồng chí, đồng đội, người anh, người chỉ huy, vị tướng đánh trận giỏi nhất Việt Nam, Lê Trọng Tấn. Chúng ta cũng được nghe đồng chí, đồng đội viết về ông với sự kính phục tài năng và những cảm xúc chân tình. Hồi ký của Thiếu tướng Hoàng Đan không chỉ kể về cuộc đời trận mạc của ông, đó còn là những thước phim quý báu về các chiến dịch trong các cuộc kháng chiến của dân tộc mà ông trực tiếp tham gia, được mô tả dưới góc nhìn của người chỉ huy, xúc tích mạch lạc và thật sống động. Một lần nữa, chúng ta được nghe lại hầu hết những chiến dịch tên tuổi của quân đội ta có sự đóng góp của ông, làm nên một danh tướng Hoàng Đan. Tướng Hoàng Đan không còn nữa, nhưng ông đã để lại một gia tài quý báu là những tổng kết về nghệ thuật quân sự cho các tướng lĩnh đời sau, để lại tấm gương về một vị tướng yêu thương chiến sĩ, một vị tướng dũng cảm, luôn có mặt ở tuyến đầu, với những giai thoại mà những người lính thường tự hào kể lại khi nhắc đến ông. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.